walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
cảm xúc bây giờ thì rất là hạnh phúc và cảm thấy mình may mắn vô cùng khi mà trong những ngày năm mới đầu tiên của năm 2021 đã được gặp gỡ khán giả Hà Nội một trong một chương trình hoành tráng, một chương trình live show của riêng mình với những người bạn thân thiết trong suốt chiều dài của sự nghiệp. Và những khán giả đến đây ngày hôm nay cũng là những người mà đã cho Bằng Kiều cái niềm hạnh phúc, đã cho Bằng Kiều tình yêu thương. Cảm xúc bây giờ thì rất là khó tả. Có thể nói một từ ngắn gọn là rất hạnh phúc. Trong năm 21 này thì Bằng Kiều cũng có rất nhiều những dự án, mà gần nhất là sẽ là những bài hát của Bằng Kiều sáng tác trong thời gian vừa qua, lâu rồi không sáng tác, sẽ cố gắng làm thật nhanh để ra mắt quý vị khán giả những ca khúc mới. Phải nói là hôm nay mình thấy rất là vui, là bởi vì đầu năm lại được gặp người tình của mình, người tình sân khấu của mình, đó là anh Bằng Kiều, trong một cái live show chuyện lạ của anh. Và cái điều vui hơn nữa là vui cho anh và vẫn vui cho tất cả anh chị em nghệ sĩ như ban tổ chức, là cái show khán giả show out đông, không có một chỗ ngồi trống, và khán giả rất là coi là hào hứng và nhiệt tình với tất cả anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là anh Bằng Kiều. Thì điều đó là khiến cho Minh Tuyết cảm thấy là đây là một cái sự may mắn rất là lớn cho anh Bằng Kiều cũng như cho Minh Tuyết. Và lần nữa Minh Tuyết xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức của show chuyện lạ, và cảm ơn Bằng Kiều đã ngỏ lời cho phép Minh Tuyết được tham dự chương trình show ngày hôm nay. Và cuối cùng là cảm ơn khán giả Hà Nội rất nhiều, khán giả Hà Nội rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Và năm mới sắp tới rồi, cho phép Minh Tuyết gửi lời chúc năm mới đến cho tất cả quý vị. Không có cái gì bằng khi mà mình chúc năm mới cho năm 2021, đó là sức khỏe thật nhiều nha quý vị. Sức khỏe thật nhiều, bởi vì mình có sức khỏe thì mình làm cái gì cũng được. Và sau đó luôn luôn trong lòng quý vị có được sự bình an, có được niềm vui, có được hạnh phúc, và cuối cùng đó là sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Một lần nữa, Happy New Year, chúc mừng năm mới. Sự hiện diện của quý vị rất nhiều. Xin thay mặt toàn thể ekip thực hiện chương trình một lần nữa tri ân quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Thank you. Happy New Year.